Chào mừng các bạn đã đến với Bí kíp Free Fire. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những cách để có thể cân 3, cân 4 trong một ván thi đấu cực ngầu nha anh em. Theo chân tôi, ngay thôi nào. Đầu tiên là khả năng quan sát của anh em. Tùy thuộc vào từng map thi đấu mà anh em quan sát vị trí địa hình mà mình có thể công đến để di chuyển theo hướng hợp lý nhất và từ đó có thể dễ đoán ra và quan sát hướng đi của kẻ địch. Khi di chuyển thì anh em tránh không được công lên vội vã mà hãy quan sát xung quanh rồi lựa chọn cho mình những vị trí an toàn để có thể ẩn nấp và quan sát được kẻ địch nha. Từ đó đưa ra phương án tấn công hiệu quả và nắm được phần thắng cao nhất. Tiếp theo là khả năng xử lý và đọc tình huống giao tranh. Cái này thì những người anh em chơi lâu năm chắc chắn cũng sẽ có kinh nghiệm rồi. Còn những anh em nào mới tập chơi hoặc chơi chưa lâu thì nên tập luyện nhiều hơn để có cho mình một sự bình tĩnh, xử lý dứt khoát và biết giữ cho mình một cái đầu lạnh để ra vào giao tranh một cách hợp lý nhất. Anh em cần tận dụng địa hình, các vật chắn để có thể ẩn nấp hoặc hạn chế sức tấn công của kẻ địch. Điều này là vô cùng quan trọng. Nên điều này cần có một quá trình luyện tập rồi trải nghiệm thực chiến nhiều thì anh em mới có được sự thuần thục trong cách di chuyển và tác chiến được nha. Khi tấn công lên thì anh em cần phải đảm bảo rằng sau lưng mình an toàn thì mới công lên được. Nếu không, anh em sẽ bị bay màu và không biết lý do vì sao đấy. Còn nếu thấy kẻ địch đông quá, anh em hãy lựa chọn cho mình vị trí ẩn nấp thật an toàn và di chuyển thông minh để hạ từng kẻ địch riêng lẻ. Nó sẽ dễ dàng cho phần thắng hơn đấy. Và bom keo cũng rất quan trọng đối với những tình huống mà bị địch tấn công từ nhiều hướng. Nên anh em hãy nhớ sử dụng chúng hợp lý và đúng thời điểm để tránh được sát thương từ kẻ địch. Và tiếp theo chúng ta cần đến khả năng lắng nghe và phán đoán tình huống. Ở trong những ván thi đấu thì việc lắng nghe được âm thanh của tiếng súng và bước chân của kẻ địch là vô cùng quan trọng. Nên anh em cần trang bị cho mình một chiếc tai nghe để có thể nghe được rõ những âm thanh trong trận đấu. Khi nghe được tiếng súng bắn nhau và tiếng bước chân của kẻ địch rồi thì anh em có thể dễ dàng phán đoán được phương hướng có địch và hướng di chuyển tiếp theo của họ. Từ đó có thể đưa ra được những phương án tấn công an toàn và mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Ngoài ra, còn một số gợi ý có thể giúp ích cho anh em rất nhiều. Đó là việc lựa chọn kỹ năng của nhân vật chủ động. Một số nhân vật chủ động rất thích hợp như Chrono, Ngộ Không, Alok và Skyler. Và thêm yếu tố bên ngoài như thiết bị chơi game mượt mà này và đường truyền ổn định cũng đóng góp một chút cho việc cân team địch của chúng ta trở nên dễ dàng hơn đấy anh em ạ. Sau khi xem xong video này, nếu bạn là người chơi thực hiện đúng chuẩn các bước trên thì chắc chắn bạn là một người chơi cừ khôi đấy. Còn nếu bạn là người mới chơi thì hãy dành thời gian để luyện tập thành thục các bước trên nha, để khi vào trận đấu có thể lấy cho mình thật nhiều kill. Anh em muốn tập tiếp theo của bí kíp Free Fire là gì? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới để bọn mình cùng biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.